Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây, trên mạng xã hội đã bất ngờ lan truyền một bài đăng được cho là từ ekip của Phí Phương Anh đăng bài kêu gọi tài trợ cho MV sắp phát hành. Đáng chú ý là bài đăng này lại kêu gọi các nhãn hàng bình dân, thậm chí là sắp phá sản để tài trợ. Trước sự việc này thì người trong cuộc đã có những phản ứng như thế nào thì ngay bây giờ hãy cùng với S News tìm hiểu nhé. Người tự xưng là đại diện còn kêu gọi tài trợ với những câu từ như tầm ảnh hưởng về thời trang, phong cách trang điểm không thể coi thường, chắc chắn vượt mặt khá bảnh hay HKT. Nhãn hàng có sản phẩm nhưng chưa có tên, thay vì phải thuê cả đội shipper, viết content, làm video, rồi ném cả đống tiền vào để chạy quảng cáo. Hãy tham gia ngay MV của Phí Phương Anh để nhận về cả rổ tương tác đi ạ. Ngay sau khi MV phát hành là fanpage nhãn lên vù vù nghìn like rồi, khỏi nuôi cả ekip shipping làm gì. Bên cạnh đó, người này còn kêu gọi các nhãn hàng đang có nguy cơ phá sản hãy hợp tác với Phí Phương Anh trong sản phẩm này để vực dậy thương hiệu. Hiện bài đăng này vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội và khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang khi ekip của Phí Phương Anh lại có phong cách kêu gọi tài trợ khá lạ đời. Ngay lập tức sau sự việc thì quản lý của Phí Phương Anh cũng đã lên tiếng cho biết người đăng bài kêu gọi tài trợ không thuộc ekip và xác nhận đây là thông tin giả. Như vậy, việc cộng đồng mạng xôn xao ekip của Phí Phương Anh kêu gọi tài trợ và chấp nhận các nhãn hàng trên bờ vực phá sản, giá bình dân hay thương hiệu lăn nách hoàn toàn là sai sự thật và vô căn cứ. Và có thể thấy ekip của Phí Phương Anh cũng đã lên tiếng xác nhận bài đăng này hoàn toàn là sai sự thật và do một người mạo danh viết nên. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho S News nhé.